Phúc mặc niệm để tưởng nhớ đến công đức của các bậc tiền nhân, các anh hùng nữ kiệt đã hàng ngàn năm dày công dựng nước và giữ nước và giữ vững bờ cõi non sông chống quân xâm lược. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã nằm xuống cho tự do và dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của miền Nam Việt Nam. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ hàng trăm ngàn quân dân cán chánh Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong các trại tù tập trung cải tạo, nơi rừng thiêng nước độc của các vùng kinh tế mới. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào ruột thịt của chúng ta kém may mắn đã hy sinh trên đường vượt biên vượt biển trốn chạy chế độ Cộng sản, bạo tàn và phi nhân. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ đến các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam, đặc biệt các vị anh hùng, anh thư đã hy sinh trong các trại tù của Cộng sản Việt Nam để bảo vệ đất nước và đòi hỏi quyền sống và quyền làm người cho đồng bào và dân tộc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Đào xin được kính chào tất cả quý vị đến với chương trình cập nhật tiến trình xây dựng Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu và chương trình kính nhân cha, một món quà đặc biệt trong ngày vinh danh các người cha hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Thưa quý vị, mở đầu cho chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị lắng nghe phần phát biểu của ông Nguyễn Văn Bôn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu, kiêm Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do giữa bang Victoria. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được kính chào toàn thể quý vị và chúng tôi xin được kính chúc đến quý vị được nhiều sức khỏe để chúng ta cùng nhau vượt qua cơn đại nạn đại dịch coronavirus. Kính thưa quý vị, kế đến chúng tôi xin được thưa là trong những tuần lễ vừa qua, Hội đồng thành phố Maribyrnong đã quyết định bán cái miếng đất mà nơi mà chúng ta dự định để xây dựng bảo tàng ở tại Úc Châu này. Trước đây thì hội đồng thành phố cho chúng ta mướn trong một cái khoảng thời gian dài hạn. Tuy nhiên dài hạn có nghĩa là sau đó chúng ta, hội đồng thành phố có quyền đòi lại. Tuy nhiên nay họ đã quyết định bán miếng đất này cho chúng ta, có nghĩa là sau khi chúng ta mua, miếng đất này sẽ thuộc chúng ta vĩnh viễn. Và đây cũng là một cái nơi sẽ bảo tồn những cái di sản mà thuộc về đồng bào tị nạn của chúng ta ở trong cái diện bảo tàng đầu tiên này, kính thưa quý vị. Mặc dù chúng ta trong cái hoàn cảnh, đặc biệt là tại Melbourne, chúng ta đang cách ly ở trong giai đoạn 4, nhưng chúng tôi cũng chia sẻ và tán thán phục đến tất cả các anh chị em làm việc trong diện bảo tàng, ủy ban xây dựng diện bảo tàng tại Úc Châu này, để có cái cơ hội như thế này để trình bày đến quý vị về những cái diễn tiến cũng giống như là những cái dự định cho tương lai về diện bảo tàng Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi. Chúng tôi cũng được biết đó là anh chị em cũng chuẩn bị những cái chương trình như thế này thường xuyên để trình bày đến quý vị và mong quý vị theo dõi và hãy hỗ trợ để cho diện bảo tàng Việt Nam của chúng ta được thành công một cách mỹ mãn. Cái sự thành công của diện bảo tàng nó cũng là một cái sự thành công của người Việt ở tại hải ngoại để chúng ta bảo tồn những cái di tích lịch sử cũng giống như là những cái văn hóa Việt Nam của chúng ta, kính thưa quý vị. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và một lần nữa xin kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe, hãy bảo vệ quý vị, hãy bảo vệ gia đình của quý vị và hãy cùng nhau bảo vệ cộng đồng. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Màu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, thì cờ tiếng mãi chiến đấu, vì tự do mãi không sợ, bao gian nan cây gian khổ, đường ăn ra mồ hôi, trong cây rừng mai đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy, ngọn cờ vàng vẫn với bay. Ta dân liệt không dần đấu tranh, Oh,
Vừa rồi là bài hát Lá Cờ Thiên của nhạc sĩ Hoàng Tường qua phần trình diễn của nhóm hát Hội Phụ Nữ Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria. Sau đây, chúng tôi mời quý vị đến với phần phát biểu của bà Nguyễn Phương Vĩ, Chủ tịch Ủy hội Đa văn hóa sự vụ tiểu bang Victoria. Kính thưa Ban Quản trị và Ban Điều hành Viện Bảo tàng Người Việt Tự Do Úc Châu, kính thưa Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, các tiểu bang và lãnh thổ, kính thưa Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria, nhân dịp lễ người cha, Phương Vĩ ngỏ lời cảm ơn đến tất cả những người cha đã hy sinh cho Tổ quốc, đồng bào và gia đình. Sau ngày 30 tháng 4 định mệnh, người Việt đã phải tản mát khắp nơi và 45 năm nhìn lại, thì việc phát huy và bảo tồn văn hóa lịch sử Việt Nam quan trọng hơn bao giờ hết. Việc xây dựng Viện Bảo tàng Người Việt Tự Do Úc Châu là một dự án quan trọng đã được sự hỗ trợ của ba lớp chính phủ, hội đồng thành phố, tiểu bang và liên bang. Phần còn lại là do sự đóng góp của mỗi chúng ta. Chúng ta đã đi một đoạn đường dài và cho dù bị nhiều khó khăn như nạn dịch, Phương Vĩ tin tưởng vào tinh thần dân tộc Việt của mỗi chúng ta và nhân dịp lễ người cha trong tháng 9 năm nay cũng là năm đánh dấu 45 năm người Việt định cư. Phương Vĩ kính mời quý vị hỗ trợ bằng cách ủng hộ một viên gạch xây dựng Viện Bảo tàng Người Việt Tự Do Úc Châu. The Vietnamese Museum Australia project has been hard hit by the coronavirus, which impacts severely their final stages of the plan towards construction. But from testing times comes the generosity, compassion, and commitment of everyday people, as we have seen throughout Victoria and Australia over the past months. The Vietnamese businesses, individuals, organizations, and faiths have come together to support Vietnamese people hard hit by this virus. This is particularly inspiring to see so many young people rolling up their sleeves and doing the hard yards. I hope these testing times will not impact our generosity towards the Vietnamese Museum project. And I hope you can pay tribute to the important men in your life during this Father's Day by purchasing a brick in support of the project. If there is ever a time to support a long-lasting legacy for the Vietnamese Australians by Vietnamese Australians, this is the time. Please support generously. Thank you. Để đóng góp, quý vị vào website của Viện Bảo tàng www.vietnamemuseum.com.au.
hoặc phone vào các số bà bé Hà 0403651483, ông Nguyễn Định 0402719649, em Quốc Việt 0434025419. Và bây giờ, mời quý vị lắng nghe phần giới thiệu của ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu, kiêm Chủ tịch Ủy ban Quản trị Đền thờ Quốc tổ Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria về chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị Chủ tịch và Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Tiểu bang và Lãnh thổ Úc Châu, kính thưa quý vị đại diện Tổng hội và Hội cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa Liên bang Tiểu bang và Lãnh thổ Úc Châu, kính thưa quý vị đại diện giới truyền thông báo chí Việt ngữ, quý đồng hương Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu và hải ngoại. Chúng tôi là Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu, xin được đại diện cho Hội đồng Quản trị và toàn thể quý anh chị em thiện nguyện viên của Viện Bảo tàng để kính gửi lời chúc sức khỏe và an bình đến toàn thể quý vị và đồng bào trong cơn đại dịch Vũ Hán coronavirus hiện nay. Đặc biệt là xin chúc mừng đến quý vị làm cha, làm ông hay làm chồng trong cộng đồng người Việt tự do của chúng ta nhân ngày tình cha Father Day hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được sử dụng hệ thống và phương tiện truyền thông YouTube và Facebook này để trình bày và cập nhật đến toàn thể quý vị và đồng hương những diễn tiến và thử thách mà công trình xây dựng Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu của chúng ta đã thực hiện và đang phải vượt qua kể từ khi đại dịch Vũ Hán coronavirus mang tai họa và thiệt hại khủng khiếp đến trên toàn thế giới và tại nước Úc của chúng ta. Chúng tôi cũng xin nhân ngày tình cha này để tái phát động chiến dịch gây quỹ mỗi gia đình một viên gạch trên toàn quốc Úc cho Viện Bảo tàng. Chúng tôi rất mong toàn thể quý vị và mọi người nhiệt tình hưởng ứng và đóng góp. Xin hãy tặng cho cha, cho ông hay cho chồng của quý vị một món quà thật quý giá, lưu giữ muôn đời và đầy ý nghĩa nhân ngày tình cha Father Day năm nay. Đó là một viên gạch mang tên của cha, của chồng hay của ông của mình trên bức tường tri ân của Viện Bảo tàng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ đến tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị lãnh đạo cộng đồng liên bang, tiểu bang và lãnh thổ, quý anh chị em nghệ sĩ của các tiểu bang và lãnh thổ, quý vị cao niên, đại diện giới truyền thông, các bạn trẻ đã gửi những lời phát biểu cảm tưởng và đóng góp vào phần văn nghệ thật ý nghĩa cho chương trình hôm nay. Đặc biệt, đến quý anh chị em thiện nguyện và các tiểu bang của Viện Bảo tàng đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian để chuẩn bị cho buổi gây quỹ và trình bày này. Kính thưa quý vị, vì đại dịch Vũ Hán coronavirus và những luật lệ cách ly do các chính phủ đưa ra, các chị em văn nghệ sĩ tại các tiểu bang và lãnh thổ, đặc biệt là tại Victoria, đã phải thực hiện đóng góp, những đóng góp của họ một cách rất là uyển chuyển và sáng tạo để chúng ta có được những tiết mục văn nghệ có chi xài nấy ngày hôm nay. Chúng tôi cũng ghi nhận sự nỗ lực của một số các tiểu bang và lãnh thổ, các anh chị em văn nghệ sĩ của tiểu bang và lãnh thổ đã cố gắng làm chương trình nhưng vào giờ chót đã không đóng góp được vào phần văn nghệ hôm nay. Chúng tôi xin ghi nhận công khó này và cảm ơn rất nhiều đến toàn thể quý anh chị. Kính chúc toàn thể quý vị và gia quyến được vạn an và sau đây xin được kính mời quý vị thưởng thức chương trình trình bày và gây quỹ đặc biệt này của Viện Bảo tàng. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, sau đây là phần chia sẻ cảm tưởng của hai vị đại diện tôn giáo, Linh Mục Bầu Chu Văn Chi, Chủ tịch Tuyên Quý Đoàn Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Úc Châu, và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, trụ trì Tu viện Quảng Đức, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Úc Châu và Tân Tây Lan. Kính thưa Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang, cùng Hội đồng Quản trị Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý vị trưởng thượng, quý vị đồng hương và anh chị em trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam Liên bang Úc Châu. Đại diện Tuyên Quý Đoàn, chúng tôi được biết, sau nhiều thập niên ấp ủ và kiên trì vận động, ước mơ xây dựng bảo tàng cho cộng đồng người Việt tự do Úc Châu đã và đang được thành hình với sự tài trợ của chính phủ tiểu bang và liên bang, với biểu quyết của Hội đồng thành phố Melbourne chấp nhận đơn tỏ ý mua đất của Viện Bảo tàng Người Việt tự do Úc Châu
vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 vừa qua. Dự án xây dựng Viện Bảo tàng của Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu đã có được những sự ủng hộ quý báu của chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang. Dự án xây dựng Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu đã đưa ra một chương trình vận động gây quỹ quy mô và chi tiết trên toàn nước Úc và trên thế giới. Chúng tôi được biết, khá nhiều quỹ tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể, thương gia và giới trẻ đã tích cực hưởng ứng dự án Viện Bảo tàng này, đặc biệt là chương trình bảo trợ mỗi gia đình một viên gạch. Đặc biệt nhất là ngày Father's Day nhớ ơn cha, mùng 6 tháng 9 năm 2020. Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang và tiểu bang trên lãnh thổ Úc Châu kêu gọi mọi gia đình người Việt Nam cùng nhau bày tỏ lòng hiếu kính của con cháu đối với người cha, người ông và tình nghĩa vợ chồng qua việc mua tặng cho cha, cho ông, cho chồng mình một viên gạch để xây dựng Viện Bảo tàng nhân ngày nhớ ơn cha. Mỗi viên gạch là 500 Úc kim và sẽ được ghi tên của người được tri ân, sẽ được khắc ghi vĩnh viễn trên bức tường tri ân của Viện Bảo tàng chân quý này. Đại diện tuyên úy đoàn Cộng đồng Công giáo Việt Nam Liên bang Úc Châu, chúng tôi tha thiết mời gọi quý vị đồng hương và toàn thể Cộng đồng Công giáo Việt Nam Liên bang Úc Châu tích cực tham gia và đóng góp một viên gạch tình yêu rất chân quý này để vinh danh quê hương và dân tộc Việt Nam ngay trên quê hương Úc Đại Lợi đã quảng đại đón nhận chúng ta. Mọi chi tiết đóng góp kính xin quý vị theo dõi thông báo trên các cơ quan truyền thông của Cộng đồng Người Việt Tự do. Nguyện xin Thiên Chúa và Hiền Mẫu La Vang, Mẹ Việt Nam, chúc lành cho dự án xây dựng Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu, đồng thời chúc lành cho những tấm lòng quảng đại đóng góp để cùng góp một bàn tay với trái tim Việt Nam xây dựng Viện Bảo tàng đầy ý nghĩa và chân quý này. Chân thành cảm ơn toàn thể quý vị, đại diện tuyên úy đoàn Liên bang Úc Châu, Linh mục Phô Văn Trị. Kính thưa liệt quý vị, bản thân chúng tôi là một tu sĩ Phật giáo người Úc gốc Việt, rất là vui mừng và tự hào khi nhìn thấy dự án xây dựng Viện Bảo tàng của Cộng đồng Người Việt Tự do của chúng ta tại đây đã thành hình và đã được tiểu bang Victoria và chính phủ liên bang tài trợ với cái số tiền là gần 10 triệu kim. Và cái phần ngân quỹ còn lại là khoảng 5 triệu kim là trách nhiệm và bổn phận của cộng đồng người Việt của chúng ta. Chúng ta cố gắng đóng góp để mà xây dựng hoàn tất cái viện bảo tàng này. Sau 45 năm định cư ở tại đất nước này, từ năm 1975, chúng ta đánh dấu một chặng đường bằng cách là xây dựng cái viện bảo tàng này. Không phải để mà khoe khoang thành quả, mà viện bảo tàng này là cái nơi để mà trưng bày, để mà lưu trữ tất cả những hiện vật và cổ vật qua cái hành trình tị nạn, định cư và đóng góp của chúng ta qua các lĩnh vực như là văn học, về tôn giáo, về lịch sử, về khoa học. Tất cả những cái này sẽ được lưu trữ ở trong viện bảo tàng này. Con cháu của chúng ta vài chục năm nữa, vài trăm năm nữa sẽ vào đây, sẽ học hỏi, sẽ nghiên cứu và để biết về một cái hành trình tị nạn của cha ông của chúng ta khi đến cái đất nước này tị nạn. Đây là một cái tài sản văn hóa, vật thể và phi vật thể vô cùng quý giá của cộng đồng người Việt của chúng ta. Nhân ngày Father Day, ban quản lý dự án viện bảo tàng này đã tổ chức một cái buổi gây quỹ online. Chúng tôi xin quý vị thể hiện cái tấm lòng tri ân và báo ơn đối với người ông, người chồng, người cha của mình bằng cách gửi tặng cho người thân của mình một món quà qua việc đóng góp để xây dựng viện bảo tàng này. Thiết nghĩ đây là một cái món quà vô cùng đặc biệt, vô cùng ý nghĩa mà quý vị có thể trao cho người thân của mình
trong cái ngày Father Day năm 2020 này. Cầu chúc cho buổi gây quỹ online thành công viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đóng góp, quý vị vào website của Viện Bảo tàng www.vietnamemuseum.com.au hoặc phone vào các số bà bé Hà 0403651483, ông Nguyễn Định 0402719649, em Quốc Việt 0434025419. Sau đây, mời quý vị theo dõi tiến trình thiết kế Viện Bảo tàng tính đến ngày hôm nay. Clip này được thực hiện do bà Bùi Quang Phước Kim, thành viên Hội đồng Quản trị Viện Bảo tàng, kiêm trưởng ban thiết kế và xây dựng. Trong clip này sẽ có phần chia sẻ cảm tưởng của ông Lý Hiền, kiến trúc sư của công ty Concept. Viện Bảo tàng Người Việt Tự Do Úc Châu xin trân trọng kính chào quý vị. Theo bước chân người Việt đi tìm tự do. Cho đến năm 1971, chỉ có khoảng 700 người Việt định cư tại Úc Đại Lợi. Đến năm 1986, con số này lên đến 80.000 người. Trong lần kiểm tra dân số năm 2016, có tổng cộng 294.798 người nhận mình thuộc gốc dân tộc Việt. Cũng xin lưu ý là con số này có thể cao hơn vì có người không nêu rõ nguồn gốc của mình. Cũng theo kết quả của cuộc kiểm tra dân số này, người Việt định cư tại các tiểu bang được tóm tắt như sau. New South Wales, kể cả Wollongong và Australian Capital Territory, 40%, Victoria 37%, Queensland 10%, Western Australia 7%, South Australia 6%, và một số nhỏ định cư tại Northern Territory và Tasmania. Các cơ quan thiện nguyện giúp đỡ người Việt tị nạn ước lượng có đến 40% tổng số người vượt biên đã bỏ mình trong các cuộc hành trình tìm tự do. Chiếc thuyền vượt biên Việt Nam đầu tiên cập bến Darwin vào năm 1976. Đến năm 1979, có thêm 53 con thuyền nữa đến Úc. Tổng cộng có khoảng 2.000 người vượt biển đến thẳng Úc và được định cư. Người Việt đã tạo dựng nên những cộng đồng vững mạnh trên các tiểu bang và góp phần quan trọng vào sự phát triển văn hóa, kinh tế của quốc gia Úc Đại Lợi. Khu đất Viện Bảo tàng nằm ngay trung tâm Footscray thuộc thành phố Melbourne, Victoria. Khi thiết kế Viện Bảo tàng, chúng tôi đã tựa vào 4 biểu tượng, đó là vượt sóng, bọc trứng Âu Cơ, sắc màu đất Úc và tre trúc. Vượt sóng. Khái niệm ngọn sóng được đưa vào thiết kế mặt tiền của Viện Bảo tàng. Những ngọn sóng nối chồng lên nhau và điểm vài tia sáng hy vọng trên biển phấn đấu. Ngoài ra, ngọn sóng còn biểu tượng cho sự rối loạn, thương đau và thử thách. Nhưng đó cũng là ngọn sóng đưa chúng ta đến miền đất mới. Bọc trứng Âu Cơ. Tầng trên cùng của Viện Bảo tàng tượng trưng cho bọc trăm trứng trong truyền thuyết Lạc Long Quân và bà Âu Cơ, sự khởi mới và tình cộng đồng của người Việt. Màu vàng của bọc trứng cũng là màu của cái trống đồng Việt Nam. Viện Bảo tàng sẽ được tô điểm bằng màu đất đỏ của nước Úc. Tre trúc. Từ ngàn xưa, tre trúc đã được lồng trong văn hóa Việt và cũng là một trong những vật liệu xây cất tiêu biểu trong nền kiến trúc Việt Nam. Tre trúc nhắc lại cảnh quê Việt, ngoài ra còn tượng trưng cho nết quân tử, tính trung trực, cần cù, lạc quan, đoàn kết và khả năng thích ứng của người Việt. Theo bước chân người Việt đi tìm tự do.
con đường cuộc hành trình đưa khách viếng thăm viện bảo tàng trở về với lịch sử, người Việt tại Úc. Khách sẽ có dịp nhìn lại những cảnh chiến tranh Việt Nam và hiểu được phần nào tâm trạng của người Việt trong thảm họa, vô định, phấn đấu và hy vọng trên hành trình đi tìm tự do. Những câu chuyện và ký ức của một thế hệ thật là vô giá và nên được lưu truyền lại cho thế hệ mai sau. Công trình xây cất được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn một là hoàn tất con đường cuộc hành trình nằm phía mặt tiền của viện bảo tàng. Tầng 1, tiếp tân, quán cà phê, dịch vụ an sinh xã hội. Tầng 2, đại sảnh, trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Tầng 3, đền thờ quốc tổ, tầng triển lãm dài hạn và ngắn hạn. Giai đoạn 2, và nếu trong tương lai việc gây quỹ của viện bảo tàng thành công, thì sẽ tiến hành việc thiết lập đền thờ quốc tổ ở tầng 4 với giường tưởng niệm để tưởng nhớ anh linh các bậc tiền nhân, những người lính Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Hoàng gia Úc, quân đội đồng minh đã hy sinh để bảo vệ miền Nam Việt Nam và những người đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do. Viện Bảo tàng sẽ giữ lại những di sản này cho thế hệ mai sau, đồng thời tạc hình một biểu tượng của hy vọng. Con đường dẫn đến miền đất mới là Úc Đại Lợi. Viện Bảo tàng cũng là nơi ghi lại lịch sử văn hóa của người Việt. Viện Bảo tàng còn là nơi để tưởng nhớ công đức, những bậc tiền nhân và đây cũng sẽ là một nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng. Một đặc điểm nữa của Viện Bảo tàng là một bức tường được gọi là bức tường tri ân, làm cột trụ nối liền tất cả các tầng của cuộc hành trình, nơi khắc ghi tên quý vị hoặc tên người nào mà quý vị muốn tri ân. Trên bất kỳ đoạn nào của cuộc hành trình, khách viếng vẫn thấy được bức tường tri ân này. Và sau đây là vài hình ảnh trong và ngoài của viện bảo tàng. Tôi có cây đa cao ngất từng xanh, có sông sâu lời lượn vờn quanh, êm xuôi về Nam. Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóc che ru bên mấy hàng cao, đồng quê mơ màng. Nhưng than ôi, có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi, ôm súng nhìn quê tôi thơ mơ bóng ngày về, mơ trong bóng ngày về quê tôi chìm chân trời mơ xưa, quê tôi là bao nguồn yêu. Là bao vẫn vương tâm hồn người bốn phương. Công trình xây cất được dự định khởi công vào năm 2020 với sự ủng hộ và đóng góp của quý vị. Viện Bảo tàng sẽ mở cửa khai trương vào năm 2023. Hãy cùng nhau xây dựng Viện Bảo tàng của chúng ta, một gia đình, một viên gạch. Xin cảm ơn quý vị. Hello everybody. Hope you are well. My name is Lip Hien. I'm from Concept Architects. I'm also the lead designer for the Vietnamese Museum of Australia.
And on behalf of Concept Architects, as always, we want to thank all of you, especially the VMA committee group, for having us and including us as part of this very exciting journey together with all of you. For this very brief moment I have with you, I would like to share with you my personal thoughts and feelings about this museum and how the design is really formed and sculpted by the various great stories and experiences told to us by the Vietnamese community. When we were given the opportunity to come up with a design for this museum, what was really important to me personally and for the team itself was to create something that not only respects the cultural richness from the Vietnamese community, but also to embrace the very purpose and essence of this museum itself, which is to commemorate the lives, the journey, and the experiences shared amongst the Vietnamese community since the Vietnam War all up to today. The Vietnamese Museum of Australia seeks to embody all of this narrative and express this legacy by sculpting and forming up the museum using the narrative as its main design inspiration. For example, the undulating towering waves that forms up the facade is designed to represent the mighty waves, while evoking curiosity as visitors approach the museum. And as for the experience that forms up the internal space, it leads you on a journey that serves to remind all of us of the great stories told by you, and to provide a memorable experience and education for the future generation to come. Before I end, I just want to say how excited we are as a team for this amazing project to come alive, and we truly cannot wait for all of you to experience it for yourself when it is completed. Thank you so much and have a good day.
một dải găm hoa. Vừa rồi là bài hát Hào khí Việt Nam của nhạc sĩ Khu Lý Thắng qua tiếng hát của Huy Bảo. Và bây giờ mời quý vị lắng nghe phần phát biểu của ông Ngô Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales. Kính thưa quý đồng hương, hôm nay chúng tôi xin được phép chia sẻ cũng như kêu gọi quý đồng hương về chương trình xây dựng Viện Bảo tàng Người Việt Tự Do Úc Châu. Thưa quý vị, khi nói đến Viện Bảo tàng, chúng tôi muốn gửi lời trước hết cảm ơn đến Hội đồng Quản trị của Viện Bảo tàng. Họ là những người tiên phong sáng lập cho một chương trình xây dựng lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Úc. Họ đã làm việc miệt mài suốt nhiều thời gian qua để chúng ta có được một chương trình bảo tồn văn hóa lịch sử của Việt Nam tại hải ngoại. Một công trình chúng tôi thiết nghĩ lớn là một chặng đường dài đầy thử thách, nhưng chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công. Viện Bảo tàng là một công trình đầy ý nghĩa, lưu giữ lịch sử cho con cháu Việt Nam về sau. Viện Bảo tàng là nơi tri ân để chúng ta thể hiện lòng biết ơn với nước Úc, một di sản tinh thần văn hóa, nơi hỗ trợ cho những sinh hoạt của cộng đồng. Quan trọng hơn nữa, Viện Bảo tàng là nơi để truyền lại cho thế hệ tiếp nối những kiến thức về những gì cha anh đã trải qua, về chiến tranh Việt Nam, hành trình vượt biên vượt biển tìm tự do, cũng như những đóng góp của người Việt tị nạn tại Úc. Trước bối cảnh của Covid-19 năm nay, tình trạng gây quỹ thật khó khăn và rất giới hạn. Những mạnh thường quân cho Viện Bảo tàng vì Covid-19 đã bị ảnh hưởng rất nhiều về tài chính, nên Hội đồng Quản trị đã kêu gọi quý đồng hương, mỗi chúng ta đóng góp, mỗi gia đình đóng góp, một gia đình một viên gạch, một viên gạch cho cha. Tất cả mọi gia đình của chúng ta tại hải ngoại, tại nước Úc đóng góp, thì cái hoài bão của chúng ta để xây dựng một di tích lịch sử tại hải ngoại cho người Việt mới thành công được. Chúng tôi kêu gọi quý đồng hương hãy mở rộng bàn tay đáp ứng lời kêu gọi của Hội đồng Quản trị của Viện Bảo tàng để chúng ta sớm được ngày thành công. Xin thật cảm ơn quý vị. Trở về xứ Việt nhân dùm ta
người ấy ở trong tù. Nghe đâu đây vang giọng hờn dên xiết, dài lắm không đằng đẵng mấy mùa thu. Ai đi về xứ Việt thăm rừng ta, người ấy ở trong tù. Cho ta gửi một mảnh trời xanh biếc thay giùm ai màu trời ngục ấm u. Các bạn ta ơi, bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ bạn tù ơi, ta không quên đâu. Nhớ hôm xưa nhìn đôi tay cùng xinh. Hàng sông thương chia cách vạn tình ngâu. Ai che tân nghe lòng đau kiếp chi. Ai trở về xứ Việt cho ta gửi về một ít tự do, tự do, tự do và nhiều lắm, nhiều nhớ thương tha thiết đến cửa ngục tù, chia bớt chút buồn lo. Trong tù cho ta gửi một mảnh trời xanh biếc thay giùm ai màu trời ngục ấm u. Các bạn ta ơi, bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ các bạn ta ơi, bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ người bạn tù ơi, ta không quên đâu. Nhớ hôm xưa nhìn đôi tay cùng xích, hàng sông thương chia cách vạn tình ngâu. Ai tra tấn nghe lòng đau kim chi. Ai trở về xứ Việt cho ta gửi về theo một ít tự do, tự do. Ta sẽ về đón ở cửa ấm u, đời sẽ đẹp mùa xuân hồng biên mây. Dù ngoài kia mây có chiều mùa thu.
Để đóng góp, quý vị vào website của Viện Bảo tàng www.vietnamemuseum.com.au hoặc phone vào các số bà bé Hà 0403651483, ông Nguyễn Định 0402719649, em Quốc Việt 0434025419. Quý vị vừa thưởng thức bài hát Ai trở về xứ Việt của nhạc sĩ Phan Văn Hưng qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Thanh Thúy. Thưa quý vị, sau đây là phần chia sẻ cảm tưởng của hai vị đại diện tôn giáo, ông Trần Khánh Dư, đại diện cho ông Châu Hoàng Vũ, Chủ tịch Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Úc Châu và Victoria, và phần chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Xuân, một tín hữu cao đài tại Melbourne. Kính thưa quý quan khách, sau đây là phần giới thiệu của Phật giáo Hòa Hảo, tiểu bang Victoria. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý quan khách, được sự ủy nhiệm của ông Châu Hoàng Vũ, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tiểu bang Victoria và Liên bang Úc Châu, tôi là Trần Khánh Dư, Tổng Thư ký của Giáo hội và đại diện cho toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Úc Châu. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý quan khách. Suốt chiều dài lịch sử, chưa lần nào dân tộc Việt kinh hoàng hoảng sợ một chế độ, để rồi bỏ lại người thân, mồ mả, tổ tiên, ông bà, xa lìa nơi chôn nhau cát rúng để đi vào cuộc hành trình thập tử nhất sanh. Trên những con thuyền mong manh trước đại dương mênh mông, với những cơn sóng to gió lớn đầy phẫn nộ để đi tìm tự do, hàng mấy trăm ngàn sinh mệnh con người mà thân xác đã rửa nát trên rừng sâu hoang dã hay trong lòng đại dương sâu thẳm. Một số người may mắn hơn được ngư dân không cùng nghĩa đồng bào, không cùng chủng tộc, nhưng họ cũng đã trang trọng dành cho người nằm xuống nơi an nghỉ dù trên đất hoang. Ấy thế mà Cộng sản cũng không buông tha, họ quên mất nhân tính của con người, nghĩa tử là nghĩa tận. Họ làm áp lực với chính quyền sở tại để đập phá mộ bia tưởng niệm, hầu xóa bỏ chứng tích giai đoạn lịch sử bi thương vô tiền khoáng hậu mà Cộng sản là thủ phạm. Nói thế mới thấy rằng việc thiết lập Viện Bảo tàng Việt Nam trên vùng đất tha hương này là việc làm rất cần thiết, rất quan trọng, để vừa lưu truyền những giá trị văn hóa đầy nhân tính của xã hội miền Nam tự do dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và vừa nhắc nhở cho chúng ta, cho hậu thế biết rõ căn nguồn mà tìm về gốc. Thưa quý vị, nhân cơ hội này, chúng tôi xin cảm ơn chính phủ và nhân dân Úc không những đã cưu mang gần 300.000 người Việt tị nạn từ những ngày đầu khi chế độ độc tài sắc máu Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, đến nay họ lại sẵn sàng giúp đỡ chúng ta một phần tài chính để hỗ trợ trong công trình thiết lập Viện Bảo tàng Việt Nam. Tiếp đến, chúng tôi xin tỏ lòng cảm kính ngưỡng mộ những thành viên trong tổ chức cộng đồng liên bang cũng như tiểu bang Úc Châu đã hăng say tích cực vận động mới có những nền móng căn bản ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngoài thành tựu vừa nêu, chúng ta vẫn còn cần sự giúp đỡ của mỗi cá nhân mới có thể hoàn tất công trình này được sớm sủa. Quý vị hảo tâm muốn đóng góp vào công cuộc lợi ích chung này, xin vui lòng vào trang mạng của Viện Bảo tàng www.vietnamesemuseum.com.au. Xin chào với sự mong chờ hợp tác của toàn thể quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Ok, xin chào tất cả mọi người. Bye. Trong cái mùa dịch cúm mà bây giờ kêu gọi cái sự đóng góp của đồng bào cũng như đồng đạo là cũng là một cái điều khó khăn cho người ta, tại vì là dịch cúm. Nhưng mà cái người lãnh trách nhiệm trong cái việc xây dựng cái viện bảo tàng nó còn khó khăn hơn nữa. Cái viện bảo tàng này đó thì được cái sự hỗ trợ của chính phủ liên bang cũng như là của tiểu bang. Do đó cái người lãnh trách nhiệm nó có cái khó khăn, vừa là trách nhiệm mà trong thời dịch cúm thì nó có khó khăn. Do đó cái sự khó khăn là khó khăn chung. Vậy thì sự
tôi cũng lên tiếng mời gọi quý đồng đạo cũng như toàn thể đồng bào ở trong nước Úc có thể tham gia kẻ ít người nhiều trong cái cuộc xây dựng cái diện bảo tàng này. Nó là một cái sự xây dựng cũng khá lớn lao, do đó cần cái sự chung tay đóng góp của tất cả quý đồng bào. Riêng ở Úc này xây, tuy là ở Úc, ở Victoria, nhưng mà nó là cái việc chung của toàn thể người Việt ở hải ngoại trên toàn khắp thế giới. Do đó nó cũng lớn lao mà. Thứ nhất thì cái diện bảo tàng này được xây dựng để nó hình thành cho sau này, cho con cháu. Nó có những cái sử liệu cho con cháu tìm hiểu về cái nguồn cội và văn hóa, cũng như cái quá trình của những người Việt ra đi hết sức là khó khăn, gian khổ. Nếu ai đi mà biết được thì nó mới thấy được cái giá trị của cái sự tự do ở trên đất Úc này, cũng như toàn thế giới. Thì nhân dịp này tôi xin kêu gọi đồng bào cũng như toàn thể quý đồng đạo nên chung tay đóng góp trong cái công cuộc chung là xây dựng diện bảo tàng ở Victoria này cho nó có được sớm hoàn thành. Xin chào quý vị. Hơi đen nhang, có những sớm em
tâm tìm đến với những đóa hồng khép nép giữa vòng tay ôm. Nghe sau lưng em có chiếc lá mừng đã đổi màu xanh lấy hương nồng. Nghe sau lưng em có chiếc lá mừng đã đổi màu xanh lấy hương nồng. Để đóng góp, quý vị vào website của Viện Bảo tàng www.vietnamemuseum.com.au hoặc phone vào các số bà bé Hà 0403651483, ông Nguyễn Định 0402719649, em Quốc Việt 0434025419. Quý vị vừa thưởng thức bài hát Em Có Nhớ Căn Nhà Xưa của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn qua phần trình diễn của ca sĩ Hoàng Trang. Trở lại với phần trình bày về nội dung Viện Bảo tàng, chúng tôi mời quý vị theo dõi trên màn ảnh những hình ảnh và những câu chuyện sau đây do cô Nguyễn Diệp, trưởng ban nội dung của Viện Bảo tàng thực hiện. Viện Bảo tàng Người Việt Tự Do, Úc Châu, phần nội dung và sưu tầm. Phần trình bày nội dung được sơ lược tổng quát qua câu chuyện hành trình tìm tự do của dân tộc Việt Nam kể từ khi đất nước bị chia đôi Nam Bắc. Giai đoạn lịch sử cận đại này đã bị Cộng sản tráo trở, bóp méo, xuyên tạc và chủ ý xóa sạch trong ký ức dân tộc Việt. Sứ mệnh và trách nhiệm của Viện Bảo tàng là trả lại sự công bằng, trung thực và trong sáng của lịch sử. Bắt đầu là con đường chông gai đầy nước mắt, đau thương, là cuộc chia ly Nam Bắc với Hiệp ước Geneva năm 1954 mà Cộng sản Bắc Việt vận động đòi ký kết trong sự vắng mặt của chính quyền miền Nam. Quyết định này đã đưa đến cuộc di cư của hơn 1 triệu người dân miền Bắc chọn miền Nam làm tổ ấm nương thân. Đây là hình ảnh miền Nam thanh bình phồn thịnh năm 1961. Với hoài bão và quyết tâm xây dựng, chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã không phụ lòng tin tưởng của 1 triệu đồng bào miền Bắc, đã chọn bỏ tất cả vào Nam an cư lạc nghiệp. Người dân miền Nam chẳng những được cơm no áo ấm mà còn hãnh diện và tự hào với danh hiệu Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông. Thế rồi đời sống yên ổn thanh bình của người dân miền Nam đã không ngừng bị Cộng sản Bắc Việt quấy phá. Để có thể sống còn, họ nỗ lực phải cưỡng chiếm miền Nam, gây chiến tranh, gieo rắc tang thương khắp mọi miền đất nước. 30 tháng 4 năm 1975, ngài định mệnh kết liễu mọi ước mơ gia đình sum họp trong thanh bình. Thay vào là hoảng loạn, tù đầy, chết chóc. Đối với người dân miền Nam là một sự đổi đời kinh hoàng. Những cái chết bất tử của các vị tướng thanh liêm, các vị đã sống đúng với khí tiết anh hùng tử, khí hùng bất tử. Viện Bảo tàng sẽ là nơi và cũng là cơ hội cho chúng ta kính dân và tự nhớ đến những vị tướng hào hùng đã bao lần xả thân bảo vệ miền Nam. Đúng với tinh thần của người quân nhân, tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Khi tiết đáng kính này, chúng ta có trách nhiệm kể lại cho con cháu, cho thế hệ sau này biết rõ, để trả lại sự công bằng, sự trong sáng của quân nhân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, đã bỏ mình bảo vệ chính nghĩa tự do. Ngày tang thương 30 tháng 4 năm 1975,
đánh dấu chấm dứt 20 năm cuộc chiến ý thức hệ, trên danh nghĩa là thống nhất, nhưng lòng người ly tán. Chính sách bần cùng hóa nhân dân, phân biệt đối xử đã xô đẩy hàng triệu người dân miền Nam liều mình tìm cái sống trong cái chết bằng những cuộc vượt biên, vượt biển trốn chạy. Những thảm nạn đói rét, chết chóc, hải tặc cưỡng hiếp đã làm rúng động lương tâm của thế giới. Một sự kiện được ghi vào lịch sử con tàu HMAS Melbourne của Hải quân Hoàng gia Úc Đại Lợi đã phát hiện đúng lúc và cứu vớt một chiếc tàu đang gặp nạn. 99 người, trong đó có 19 trẻ em dưới 10 tuổi. Tất cả đã được cứu vớt, được đưa lên tàu và được chăm sóc chu đáo từ miếng ăn đến sức khỏe từng người một. Sau 30 năm được định cư, từ con số 99 đã tăng đến gần 300. Trong một cuộc hội ngộ với vị Captain John Ingram ở Sydney vào năm 2012, ông cho biết suốt 25 năm tham gia trong Hải quân Hoàng gia Úc Đại Lợi, đây là điểm sáng chói nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Đây là một số hình ảnh tiêu biểu về đời sống nơi các trại tị nạn tại các quốc gia Đông Nam Á vào thập niên 70 và 80. Với tinh thần chăm chỉ, cầu tiến, học hỏi đã giúp người Việt tị nạn chúng ta vượt qua mọi nghịch cảnh. Và chính ở những nơi này, trong những lúc hoạn nạn, cái tình tương thân tương ái càng thể hiện rõ nét. Cái tình dân tộc, nghĩa đồng bào là chất keo và cũng là niềm an ủi, sưởi ấm những mảnh đời tị nạn, buổi ban đầu cuộc sống ly hương. Bước đầu hội nhập, tuy có vất vả, nhưng vất vả trong niềm vui và hy vọng. Thế hệ thứ nhất, lót đường tham gia gần như tất cả mọi ngành nghề, đa phần là lao động chân tay. Đã trải qua thử thách với tử thần, thì những khó khăn hội nhập lúc ban đầu không thể làm cho chúng ta chùng chân. Người Việt chúng ta đã không phụ lòng những quốc gia đã mở rộng vòng tay nhân ái, đón nhận và cho chúng ta cơ hội làm lại cuộc đời. Giờ đây, trên xứ Úc, hay đúng hơn, người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới, chúng ta có quyền hãnh diện đã trở thành công dân hữu ích, đã chung tay góp sức xây dựng xã hội này tươi đẹp hơn, và đó cũng là hình thức trả ơn cho chính phủ sở tại đã không phí công vô ích. Xin chia sẻ với quý vị một số đồ vật tiêu biểu mà chúng tôi thu nhận được. Xin bắt đầu bằng lá thư của em Lê Vĩnh Cường, một em bé cấp lớp 3, viết thư thăm cha đang bị giam giữ trong ngục tù cộng sản. Thư viết từ Phú Lộc ngày 25 tháng 9 năm 1979. Chúng tôi xin trích một phần lá thư để gửi đến quý vị. Con kính thăm ba. Ba ơi, nhà mình lúc này nghèo lắm, mỗi ngày chỉ ăn được một buổi cháo. Mẹ khóc hoài, buồn lắm ba ơi. Mẹ và chúng con nhớ ba nhiều lắm. Thấy tụi nó có ba dắt đi chơi, con buồn quá. Ba gắng học tập để mau về với con và các em nghe ba. Chỉ bao nhiêu dòng chữ hồn nhiên ngắn ngủi đã phát họa hình ảnh bi thảm của miền Nam chúng ta sau ngày bị cưỡng chiếm. Còn đây là chiếc túi vải của một cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa được làm bằng tay trong thời gian bị giam giữ trong trại tù Cộng sản. Trảng lớn trước đây từng là căn cứ quân sự cũ của Việt Nam Cộng Hòa để lại, vật dụng vải lấy từ các bao tiếp liệu, chỉ cũng rút từ các bao vải, còn kim làm từ các cọng dây chị nhặt được quanh trại. Trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề vì mọi người cả tin vào lời người Cộng sản là chỉ đi học 10 ngày nên chẳng ai chuẩn bị cho một cuộc tù đại vô hạn định. Vì vậy, mọi người tìm đủ mọi cách trong hoàn cảnh cho phép, với óc sáng tạo cộng thêm sự kiên nhẫn, từ đó chiếc túi có 102 này ra đời. Và đây là danh sách một chiếc tàu người tị nạn may mắn được chiếc tàu buôn Hòa Lan cứu vớt. Đang khi mọi người gần như sắp bỏ cuộc chống chọi với tử thần, thì vị ân nhân hay có thể gọi là vị cứu tinh Lloyd Smith 22 đã lừng lững kịp lúc và 59 nhân mạng đã được cứu vớt vào ngày 22 tháng 10 năm 1982. Còn đây là những chiếc chén sành bình dị, thô sơ, nhưng cũng đã nhiều lần mang đến cho người tị nạn những bát cơm no dạ ấm lòng tại trại tị nạn Pulau Pidong trong thời gian chờ xin định cư vào đầu thập niên 80. Người phụ nữ Việt Nam đảm đang, thích nghi trong mọi nghịch cảnh, chỉ một sớm một chiều đã phải gồng gánh tất cả trách nhiệm lên đôi vai, với trọng trách của người mẹ lo cho con, kiêm vai trò dạy bảo con của người cha, còn phải tảo tần nuôi chồng trong trại tù cộng sản. Chị Phạm Nhụy Giang là hình ảnh của hàng trăm ngàn người phụ nữ đảm đang, xin trích dẫn lời chị viết trong thư tặng chiếc sách tay này.
Trong thời gian ở đảo để đợi đi tị nạn, tôi đã dùng thời giờ vào việc trồng trọt và mai giá. Nhờ có năng khiếu nên tôi cũng trồng được ít rau giúp cho những bữa cơm có chất tươi. Tôi đến phòng xã hội xin những quần áo cũ để thay đổi. Tôi thường hay lấy những chiếc giấy thật to về cắt sửa lại thành những bộ đồ vừa dặn cho cả nhà. Thế rồi tôi lại nảy ra ý nghĩ may một chiếc túi sách để đựng quần áo và vật dụng khi mình được đi sang Úc. Nhìn lịch sự hơn là dùng những chiếc bao ni lông. Tôi đã kết hợp hai chiếc áo đầm hoa và đen cùng miếng cạc tông của thùng táo. Mai tay nên cả tuần mới xong. Thế là tôi đã tạo nên chiếc túi sách mà đến ngày hôm nay sau 42 năm tôi vẫn thấy nó đẹp và giá trị. Một kỷ vật của đời tôi, của những tháng ngày đi tìm tự do. Trên đây là những đề tài tiêu biểu cho chương trình triển lãm Hành trình tìm tự do của người Việt tị nạn Cộng sản, không chỉ dành cho những người vượt biên, vượt biển, mà dành cho tất cả chúng ta, những ai đã phải chọn sống xa quê hương vì yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân bản. Sự thành công của dự án bảo tồn văn hóa, hay còn được gọi là để lại di sản cho thế hệ mai sau, hoàn toàn tùy thuộc vào sự tiếp tay đóng góp của tất cả mọi người chúng ta. Nếu như quý vị có được những sách báo, thư từ, hình ảnh, đồ vật hoặc câu chuyện con đường đã đưa quý vị đến cuộc sống tự do hôm nay, xin hãy đến chia sẻ với chúng tôi, vì mỗi câu chuyện, mỗi món đồ đều có giá trị lịch sử của nó. Hơn bao giờ hết, những gì chúng ta làm ngày hôm nay không chỉ quan trọng mà còn vô cùng cấp thiết. Xin đừng để những việc có thể làm hôm nay cho ngày mai, vì nó sẽ là quá muộn. Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương. Một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ. Một ngày không nắng ấm và một ngày mong mưa rào. Một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi, mà giờ này tôi xa rồi. Này dòng sông phơi nắng, kia ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Đồng bào ta với ta, hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa hồng đốt sáng vàng niềm tin. Gió chiều mang hương quê, lòng giật mình trong cơn mê, ngày dài ôi lê thế mà hồn mình như ê chề. Sài Gòn trong nắng cháy, Đà Lạt sầu trong sương mờ, chiều nào biến Vũng Tàu sóng tận cùng đến Cà Mau. Nhớ nhiều quê hương ơi, thật tận cùng xa xôi thôi. Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đông Nai hững hờ. Nào Cần Thơ nắng ấm, kia ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Thank you.
đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa hồng đốt sáng vàng niềm tin. Gió chiều mang hương quê, lòng giật mình trong cơn mê. Ngày dài ôi lê thế mà hồn mình như ê chề. Sài Gòn trong nắng cháy, Đà Lạt sầu trong sương mờ. Chiều nào biến Vũng Tàu sóng tận cùng đến Cà Mau. Nhớ nhiều quê hương ơi, thật tận cùng xa xôi thôi. Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đồng Nai hững hờ. Nào Cần Thơ nắng ấm, kia ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Nào Cần Thơ nắng ấm, kia ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Để đóng góp, quý vị vào website của Viện Bảo tàng www.vietnamemuseum.com.au hoặc phone vào các số bà bé Hà 0403651483, ông Nguyễn Định 0402719649, em Quốc Việt 0434025419. Quý vị vừa thưởng thức bài hát Quê Hương Bỏ Lại của nhạc sĩ Tô Huyền Vân qua tiếng hát của ca sĩ Thu Hằng. Tiếp theo, chúng tôi mời quý vị lắng nghe phát biểu của bác sĩ Bùi Trọng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Queensland. Kính thưa toàn thể đồng hương, như quý vị đã biết, ước mơ xây dựng viện bảo tàng của Cộng đồng Người Việt Tự Do chúng ta đã và đang được thành hình dưới sự tài trợ của Chính phủ Tiểu bang, Liên bang và của Hội đồng Thành phố Maribyrnong. Tính cho đến ngày hôm nay, Chính phủ tiểu bang Victoria đã tài trợ 4.450.000 đô la, Chính phủ liên bang tài trợ 5.000.000 đô la, cộng đồng chúng ta đã cam kết sẽ gây quỹ 1/3 số tiền còn lại, khoảng 5.000.000 đô la để xây cất viện bảo tàng. Ủy ban vận động gây quỹ của viện bảo tàng đã đưa ra một chương trình vận động gây quỹ rất quy mô và chi tiết. Chương trình vận động này đã được khởi sự vào cuối năm 2019 với buổi gala dinner tại Sydney của Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang và buổi lễ cáo tổ tại Melbourne vào đầu năm 2020. Cả hai buổi gây quỹ đó đã thu được khoảng 230.000 đô la. Đại dịch Vũ Hán coronavirus từ đầu năm nay đã gây chết chóc, bệnh tật và ảnh hưởng nặng nề về kinh tế và còn làm gián đoạn và đảo lộn đời sống của toàn thể nhân loại. Những biện pháp cách ly nghiêm khắc, đóng cửa biên giới giữa các quốc gia và giữa các tiểu bang tại Úc đã khiến mọi kế hoạch gây quỹ của Viện Bảo tàng chúng ta đã phải hủy bỏ hay tạm ngưng. Sau khi hội ký ý với Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ, Ban Quản trị của Viện Bảo tàng đã quyết định tái phát động chiến dịch gây quỹ trên toàn quốc, bắt đầu vào ngày Father Day 6 tây tháng 9 2020 tới đây qua hình thức trực tuyến. Trong tinh thần đó, Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Queensland và Ban Quản trị Viện Bảo tàng kêu gọi mọi gia đình người Việt chúng ta tại tiểu bang Queensland hãy bày tỏ lòng hiếu kính của con cháu đối với cha ông qua việc mua tặng cho cha hay ông của mình một viên gạch để góp phần vào việc xây dựng Viện Bảo tàng nhân ngày Father Day năm nay. Xin quý đồng hương theo dõi lời kêu gọi của Viện Bảo tàng Người Việt Tự Do Úc Châu sẽ đăng trên SS Tuần Báo và các đài phát thanh để được hướng dẫn cách đóng góp một hay nhiều viên gạch cho Viện Bảo tàng. Giá của mỗi viên gạch là 500 Úc Kim,
mỗi viên gạch sẽ được khắc tên của quý của người mà quý vị muốn tặng, và viên gạch này sẽ được dùng để xây bức tường tri ân của Viện Bảo tàng. Tất cả số tiền quyên góp cho Viện Bảo tàng đều được khấu trừ thuế. Tiến trình xây dựng Viện Bảo tàng còn rất dài và gian nan. Chúng tôi tin tưởng với sự quyết tâm và nỗ lực đóng góp của toàn thể đồng hương trong cộng đồng người Việt tự do chúng ta trên toàn đất Úc, hoài bão và công trình xây dựng Viện Bảo tàng sẽ được hoàn tất. Xin thành thật cảm ơn sự hưởng ứng đóng góp của quý vị thay mặt cho ban chấp hành. Xin kính chúc quý vị và toàn thể gia đình được sức khỏe dồi dào, an toàn trong cơn đại dịch Vũ Hán coronavirus hiện nay. Trân trọng kính chào quý đồng hương. Ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước cuộn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng. Ta nhủ thầm em có nhớ không, Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố xôn xao trong niềm vui tiếng hỏi câu chào, sáng đời tươi thắm vạn sắc màu, này còn gì đâu. Ai ra đi nhớ hàng mẹ già, thu công viên hoa vàng tượng xa xôi theo dòng đời trôi. Sài Gòn ơi, đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi, tay cầm tay nói nhỏ câu gì, đâu quầy hoa quán nhạc đêm về, đâu rộn ràng giọng hát khánh ly. Sài Gòn ơi, thôi hết rồi những ngày hát bên nhau, đâu phạm duy với tình ca sầu, mắt lệ rơi khóc thua ban đầu, còn gì đâu. Ai ra đi nhớ hoài câu thề, nơi quê hương muôn người chờ ngóng. Ta tiếc lời âu yếm xa xưa, bây giờ còn đâu. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như hàng cây lá đỏ bên thềm, mặt trời soi dáng nhỏ dịu hiền đang ngập ngừng trên môi lặng im. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như mộ bia đã lạnh hương nguyện, trời sâu đã bỏ đất liền, nay còn gì đâu. Quý vị vừa thưởng thức bài hát Sài Gòn niềm nhớ không tên của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn qua tiếng hát của ca sĩ Quang Phục. Thưa quý vị, một trong các nội dung chính của chương trình ngày hôm nay đó là phần gây quỹ cho Viện Bảo tàng. Một lần nữa, chúng tôi xin được mời ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu,
kiêm Chủ tịch Ủy ban Quản trị Đền thờ Quốc Tổ Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria sẽ trở lại trình bày về việc gây quỹ này. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý vị Chủ tịch và Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ Úc Châu, kính thưa quý vị Chủ tịch Ban chấp hành Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ Úc Châu, kính thưa quý vị đại diện các cơ quan truyền thông và báo chí, quý vị đồng hương trong Cộng đồng Người Việt Tự do tại Úc Châu và hải ngoại, chúng tôi là Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu và cũng là trưởng ban ghi quỹ của Viện Bảo tàng, xin trân quý gửi lời chào của cá nhân chúng tôi và toàn thể quý anh chị em thành viên của Ủy ban ghi quỹ đến toàn thể quý vị, quý đồng hương và gia quyến. Trong phần trình bày về ghi quỹ này, chúng tôi xin nói một cách ngắn gọn về tình hình tài chính, khả năng ghi quỹ của Viện Bảo tàng trong bối cảnh đại dịch Vũ Hán coronavirus hiện nay, những thử thách và mục tiêu cần phải vượt qua và đạt đến. Và sau cùng là mỗi cá nhân, mỗi tôn giáo, mỗi cộng đồng, mỗi hội đoàn, đoàn thể có thể làm được gì và đóng góp ra sao để cho công trình to lớn, quan trọng và ý nghĩa này có thể được hoàn tất. Kính thưa toàn thể quý vị, được Viện Bảo tàng và cộng đồng giao phó cho nhiệm vụ to lớn, mấu chốt và quan trọng nhất của công trình xây dựng Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu, đó là công trình việc gây quỹ. Anh chị em trong Ủy ban gây quỹ đã đưa ra một kế hoạch thật quy mô và chi tiết bao gồm sự tham gia và đóng góp của cộng đồng người Việt chúng ta trên toàn lãnh thổ Úc Châu và hải ngoại. Từ chương trình Đại Nhạc Hội lưu diễn toàn quốc Úc Châu cho đến các buổi dạ tiệc gây quỹ cho Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ, các tôn giáo, các hội cựu quân nhân, các hội đoàn, đoàn thể và giới trẻ tổ chức, cho đến chiến dịch mỗi gia đình một viên gạch, gây quỹ tại các sinh hoạt quan trọng và đông đảo của đồng hương như hội chợ Tết, Trung Thu, vận động đóng góp của giới thương gia, quý vị mạnh thường quân, kể cả việc đi vận động tại các cộng đồng người Việt hải ngoại như Mỹ, Canada và Âu Châu, v.v. để có thể gây quỹ từ 5 đến 7 triệu đô la. Chương trình gây quỹ toàn quốc Úc đã được khởi xướng tại một buổi tuổi dạ tiệc gây quỹ do Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu tổ chức tại Sydney vào tháng 8 năm 2019. Và dự tính, chương trình lớn hơn sẽ khởi sự thực hiện vào đầu năm 2020. Nhưng kính thưa quý vị, không may cho cộng đồng của chúng ta và Viện Bảo tàng, đại họa Vũ Hán coronavirus đã ập xuống trên toàn thể nhân loại và nước Úc. Các chính sách, quy định cách ly, đóng cửa biên giới và cấm tụ tập đông người đã khiến cho toàn bộ chương trình gây quỹ của Viện Bảo tàng phải bị đình trệ và một số chương trình đã phải bị hủy bỏ. Rất nhiều thương nghiệp, các nhà bảo trợ lớn trong cộng đồng chúng ta bị ảnh hưởng và thất thu nặng nề. Các sinh hoạt và quan trọng trong cộng đồng và các tôn giáo đã bị đóng cửa hay bị giảm thiểu tối đa. Riêng tại Victoria, nơi Viện Bảo tàng sẽ được xây cất, Vũ Hán coronavirus đã bùng phát đợt 2 và người dân Victoria đã bị cô lập hoàn toàn, khiến cho tình trạng càng khó khăn hơn cho Ủy ban và cho Viện Bảo tàng, cũng như là cho cộng đồng người Việt tự do trong việc gây quỹ. Đứng trước hoàn cảnh này, Hội đồng Quản trị Viện Bảo tàng đã hội ý với Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria đã đi đến quyết định giảm sơ đồ thiết kế của Viện Bảo tàng từ 5 tầng xuống còn 3 tầng và giới hạn tổng số tiền xây dựng tòa building xuống còn 12 triệu thay vì 17 triệu như trước đây. Thêm vào đó, cộng đồng của chúng ta đã đi đến một cái quyết định quan trọng, đó là mua miếng đất của Hội đồng thành phố để bảo vệ những di sản của Viện Bảo tàng và Đền thờ Quốc Tổ một cách vĩnh viễn, thay vì mướn theo giá tượng trưng Pepper Coins Lease 2 đồng một năm trong vòng 35 năm mà Hội đồng thành phố đã dành cho chúng ta trước đây. Quyết định rất đúng đắn và hợp lý này khiến cho Viện Bảo tàng và cộng đồng Úc Châu của chúng ta sẽ phải gây quỹ ít nhất là 2 triệu đô la nữa để mua đất. Nói tóm lại, cộng đồng Úc Châu của chúng ta phải gây quỹ ít nhất là 5 triệu đô la, 1/3, như chúng ta đã hứa khi xin tài trợ đóng góp 1/3 và 1/3 từ chính phủ tiểu bang và chính phủ liên bang cho công trình này. Kính thưa quý vị và đồng hương, để bảo tồn sự thật, những di sản, tài liệu, chứng cứ lịch sử, những đóng góp tiến trình định cư của người Việt tị nạn và của Việt Nam Cộng Hòa cho các thế hệ hiện nay và mai hậu, và để bày tỏ và nhắc nhở các thế hệ mai hậu lòng tri ân muôn đời của cộng đồng người Việt tự do của chúng ta đến với các đất nước và chính phủ ân nhân đã cứu mang người Việt tị nạn qua việc xây dựng Viện Bảo tàng như thế này. Chúng tôi thiện nghĩ
5 triệu đô la là một khoản tiền quá nhỏ so với hàng tỷ tỷ đô la mà nước Úc và các quốc gia khác trên thế giới đã bỏ ra để cứu mang, tạo cơ hội về công ăn việc làm và chăm sóc y tế và sức khỏe cho chúng ta và các thế hệ con cháu chúng ta trong hơn 4 thập niên qua. Vì thế, chương trình gây quỹ này không phải chỉ là để gây quỹ xây dựng viện bảo tàng nữa, mà là để bày tỏ lòng tri ân và đóng góp trở lại cho đất nước đã cưu mang người Việt tị nạn và con cháu của người Việt tị nạn. Đây là một trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng mà toàn thể người Việt chúng ta cần phải làm và đóng góp vào, bất kể là có Vũ Hán coronavirus hay không. Vì thời gian khởi sự, xây cất và các tài trợ của chính phủ đưa ra cho công trình xây dựng kiến trúc của Viện Bảo tàng có giới hạn. Cộng đồng của chúng ta phải có được 5 triệu đô la trước tháng 5 năm 2021 để bắt đầu công trình. Trong bối cảnh coronavirus hiện nay, chúng tôi xin được đề nghị những kế hoạch cụ thể như sau. Thứ nhất, thường xuyên tổ chức những buổi cập nhật cộng đồng và cổ động đồng hương gây quỹ qua hình thức trực tuyến online như thế này. Thứ nhì, cổ động chiến dịch một gia đình một viên gạch hay đóng góp ít nhiều khác online qua các ngày lễ lớn như tình cha, tình mẹ, giỗ kỵ, Tết, tuần lễ tị nạn 30 tháng 4, vân vân và vân vân. Thứ ba, các ban chấp hành liên bang, tiểu bang và lãnh thổ Úc Châu lên kế hoạch đưa ra con số cần phải gây quỹ và nhận trách nhiệm đứng ra vận động tổ chức gây quỹ tại mỗi tiểu bang và lãnh thổ của mình với sự hỗ trợ tối đa của Viện Bảo tàng trong vòng 12 tháng tới đây. Thứ tư, Viện Bảo tàng sẽ vận động với sự trợ giúp của cộng đồng người Việt tự do, tiểu bang và lãnh thổ để xin những cá nhân hay thương nghiệp có khả năng cho vay không lãi trong vòng 5 năm cho Viện Bảo tàng mượn tiền để bù đắp vào các khoản thiếu hụt nếu cần. Thứ năm, bàn thảo và vận động các cộng đồng người Việt tại Mỹ, Canada và Âu Châu để vận động đồng hương các hội đoàn đoàn thể và các tổ chức tại quốc gia này hỗ trợ và đóng góp tài chính cho công trình. Mục tiêu và nhu cầu tài chính 5 triệu trở lên này đòi hỏi nỗ lực và đóng góp của toàn thể cộng đồng, các tôn giáo, các tổ chức, các hội đoàn đoàn thể, các cá nhân và mỗi gia đình của người Việt tị nạn chúng ta. Một hội đồng quản trị, ủy ban gây quỹ và các thành viên thiện nguyện nhỏ bé của Viện Bảo tàng không cách chia có thể thực hiện được. Nó cần sự đóng góp của toàn thể quý vị. Riêng hôm nay, nhân ngày tình cha, chúng tôi rất mong các bạn trẻ và quý vị đóng góp bằng cách tri ân người cha, người chồng hay người ông của mình còn sống hay đã quá vãng qua việc mua viên gạch trị giá mỗi viên là 500 đô la để khắc tên của cha, của chồng hay của ông lên bức tường tri ân của Viện Bảo tàng hay đóng góp những khoản tài chánh nào khác và tùy theo khả năng của quý vị. Xin hãy vào trang mạng của Viện Bảo tàng www.vietnamesemuseum.com.au để mua gạch hay đóng góp. Mọi đóng góp trên 2 đô la sẽ được khấu trừ thuế. Một lần nữa, chúng tôi xin thay mặt cho toàn thể anh chị em trong Ủy ban gây quỹ của Viện Bảo tàng chân thành tri ân những đóng góp và giúp đỡ to lớn này của toàn thể quý vị. Xin kính chúc quý vị và gia quyến vạn an và nhiều sức khỏe trong cơn đại dịch Vũ Hán coronavirus hiện nay. Happy Father's Day và Happy Vietnamese Museum Day. Thưa quý vị, đến với chương trình là bài hát Em bé và viên sỏi, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Văn Hưng do chính tác giả trình bày. Trước khi thưởng thức bài hát này, nhạc sĩ Phan Văn Hưng sẽ chia sẻ những cảm xúc và tâm tư của ông về Viện Bảo tàng qua giọng đọc rất truyền cảm của nhạc sĩ Đinh Hiếu. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nếu bạn có dịp ghé thăm một viện bảo tàng của người Do Thái, dù lớn hay nhỏ, ở bất cứ thành phố nào, chắc hẳn bạn đã có những xúc động sâu xa, những vết hằn trên thân thể dân tộc Do Thái qua di tích vài chiếc giày rách, một lá thư gửi lén hay những khuôn mặt hốc hác ẩn hiện trên một tấm hình mờ nhạt. Không thể nào không gợi lên trong lòng bạn niềm u uất khôn nguôi về thảm kịch mà họ đã trải qua. Dân tộc Việt Nam nào có khác chi? Chúng ta cũng đã trải qua một thảm họa không kém kinh hoàng. Thế nhưng, có nơi nào
ghi lại được đầy đủ lịch sử đó cho nhân loại được biết tới. Có nơi nào kể lại được câu chuyện của chúng ta bằng chính lời tự sự của chúng ta? Các viện bảo tàng tại Âu Mỹ chăng? Không, vì họ kể câu chuyện của họ, trong đó chúng ta chỉ là những vai phụ. Các viện bảo tàng tại Việt Nam ư? Càng không nữa. Bởi vì kẻ chiến thắng mấy khi nào cho người bại trận được lên tiếng? Kẻ chuyên chính nào lại biết chân quý ký ức của những nạn nhân đau khổ? Đó là lý do chúng ta, những người Việt yêu tự do khắp thế giới, cần có một viện bảo tàng cho chúng ta. Chúng ta cần kể lại câu chuyện của chính chúng ta. Thời gian đã gấp rút vì thế hệ làm nhân chứng đang dần dần vĩnh viễn ra đi. Chính vì thế mà tôi vui mừng làm sao khi nhận được tin Viện Bảo tàng Người Việt sắp thành hình tại Melbourne dưới sự lãnh đạo của Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu và sự hỗ trợ đáng kể của Chính phủ Liên bang Úc, của tiểu bang Victoria cũng như thành phố tại địa phương. Nhưng tin vui nhất là được biết đây là một viện bảo tàng chính mạch được tổ chức theo khuôn phép các viện bảo tàng quốc tế với nhân sự được đào tạo hẳn hoi và một tầm nhìn dài hạn hiếm có. Phải quy củ như vậy thì mới bảo đảm được công việc lưu giữ sử liệu của người Việt tị nạn cho nhiều thế hệ mai hậu, bảo vệ được giá trị nhân bản cùng hoài vọng của các thế hệ đã khuất. Tôi xin kính chúc Viện Bảo tàng Người Việt mọi thành công tốt đẹp và tiện đây cũng xin kêu gọi đồng hương khắp thế giới hãy giúp một tay tích cực để Viện Bảo tàng thành hình. Tọa lạc tại Úc Đại Lợi, một xứ sở tự do nhân ái đã giang tay đón tiếp người tị nạn Việt Nam. Đây là Viện Bảo tàng của tất cả chúng ta. Viên kẹo tròn này để dành cho mẹ, viên kẹo vuông này để lại cho ba, viên kẹo lớn này để qua cho chị, viên kẹo nhỏ này để lại cho em, còn viên kẹo thật to này là phần bé đây. Bên bờ biển ở Palawan có một bé gái lên 6 lên 5, em đang ngồi đếm từng viên xoài nhỏ, nói chuyện một mình như với xa xăm. Em đến từ Việt Nam, câu trả lời duy nhất 2 tiếng đơn sơ mà nhiều người quên mất, chỉ 2 tiếng này em nhớ trong lòng, còn bao câu khác em chỉ về mênh mông. Mẹ em đâu ngủ ngoài biển cả, em đâu sóng cuốn đi rồi, chị em đâu nghe chị thét trên núi, ba em đâu em lắc đầu không nói. Chiếc ghe nhỏ vớt vào đây mấy bữa, trên ghe sót lại chỉ dăm 3 người, là lùng thay một em bé mồ côi đã sống sót sau 6 tuần chín khơi. Họ kể lại em từ đâu không biết, cha mẹ em đã chết đói trên tàu, chị của em hay tặc bắt đi đâu, còn em trai sông đã cuốn trôi mau. Kẻ sống sót sau 6 tuần nổi trôi, cắt thịt ra lấy máu thấm đôi môi, máu Việt Nam môi
linh diệu vô cùng. Nuôi sống em bé Việt đơn côi. Suốt tuần nay em bé vẫn ngồi đây một mình trông nhìn ra biển xa vời, như thua em chờ mẹ đi trở về, em thì thầm những câu nói vẩn vơ. Em cúi đầu nhưng không ai vuốt tóc, biển ngậm ngùi mang thương nhớ ra đi. Mai này ai có hỏi bé yêu chi, em sẽ nói là em yêu biển. Nơi cha chết không tiếng kèn đưa tiên, nơi chỉ rên nghe buốt cả thịt ra. Mẹ chẳng về dù đêm tối đi qua, và em trai ở lại với sóng vô. Nhưng bé hỡi, rồi mai sau bé lớn không bao giờ sẽ quên máu Việt Nam. Giọt máu linh thiêng sẽ nuôi bé lớn, máu thương yêu vẫn chảy từ ngàn năm. Biên kia trong này để anh cho nghỉ, biên kia vuông này để lại cho bé, biên kia lớn này để qua cho chị, biên kia nhỏ này để lại cho em. Còn viên kia thật to này là phần bên đây. Để đóng góp, quý vị vào website của Viện Bảo tàng www.vietnammuseum.com.au hoặc phone vào các số bà bé Hà 0403651483, ông Nguyễn Định 0402719649, em Quốc Việt 0434025419. Trở lại chương trình, mời quý vị theo dõi phần phát biểu của ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Nam Úc. Kính thưa toàn thể quý vị và kính thưa tất cả quý đồng hương thân mến, tôi xin được phép nói về công trình xây dựng Viện Bảo tàng dành cho tất cả những người tị nạn cộng sản trên toàn thế giới, người Việt tị nạn cộng sản. Theo tôi nghĩ, đây là một công trình rất là quan trọng, bởi vì sau 45 năm chúng ta phải bỏ nước ra đi. Và rồi, theo thời gian, chúng ta sẽ nhiều thế hệ không còn nữa. Và chính vì thế, chúng ta cần phải lưu lại cho thế hệ đi sau những chứng tích, những gì mà cha ông đã phải trải qua. Vì thế, xây dựng Viện Bảo tàng là nơi để chúng ta lưu lại những chứng tích ấy. Tôi nghĩ rằng đây là một công trình lớn và cần sự đóng góp của rất nhiều người, không chỉ về tài chính mà còn về nhiều phương diện khác. Nhưng tôi hy vọng với sự góp sức của toàn thể quý đồng hương, của từng người, chương trình xây dựng Viện Bảo tàng dành cho người Việt tị nạn cộng sản sẽ mau chóng thành công. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và quý đồng hương. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất vui khi mời được ba vị cao niên là những người luôn gắn bó tham gia và ủng hộ cộng đồng trong suốt một thời gian dài. Xin mời quý vị lắng nghe tâm tình của cụ Điền Phong, 96 tuổi, cụ Khiêm Thị Sinh, 85 tuổi, và cụ Nguyễn Đức Long, 95 tuổi,
Mời quý vị cùng theo dõi. Tất cả cái gì cũng vậy, mỗi sinh hoạt vậy, nhất là mình phải đoàn kết. Dạ. Trong cộng đồng phải đoàn kết. Đoàn kết thì mới có sự có mới đoàn kết và đấu tranh thì mới có thể sống còn được. Dạ. Và cộng sản nó thấy như vậy là thấy mình có cái sức mạnh. Dạ. Đoàn kết thì lẽ dĩ nhiên họ cũng phải thừa nhận mình là những người tranh đấu cho dân chủ và tự do. Dạ. Cái viện bảo tàng này thì là nói cho đúng là do tôi có ý là tôi trước đây được có cái viện bảo tàng. Dạ, Việt Nam ở tại Úc. Dạ. Thành thử mà có lẽ là người đầu tiên là tôi. Dạ. Đã có cái đã muốn được có cái ở Úc có viện bảo tàng ở Việt Nam. Yeah. Bởi vì sao? Việt Nam á, ngày xưa thì là đã 1.000 năm mà lệ thuộc của Tàu, 100 năm mà lệ thuộc Tây, mà chỉ có 20 năm là Việt Nam Cộng Hòa là rất là, nhưng mà chỉ có 20 năm Cộng Hòa là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì rất là hạnh phúc, có tự do, có dân chủ, có đủ thứ hết, mọi người đều sống trong hạnh phúc. Từ xưa đến bây giờ Việt Nam mình vậy, chứ cũng có những cái bảo vật đủ thứ, nghĩa là có những đủ thứ quý giá, chẳng hạn như là ví dụ như các lăng tẩm của các triều đình ở Huế đó. Yeah. Đó cũng là một cái có thể là cái đó cũng là nằm ở trong viện bảo tàng. Thấy mấy năm nay tụi trẻ tham gia vô cộng đồng vì rất mừng. Yeah. Vì mừng không thể kể được đó. Yeah. Là vì thấy là tụi trẻ có một cái tâm mà nghĩ tới đất nước đó. Yeah. Thì vì lúc nào thì cũng hy vọng. Yeah. Để mà sẽ có một ngày tươi sáng đất. Yeah. Nước mình. Yeah. Thì vì thấy là cái gì mình cứ quyết tâm là mình sẽ được, là lúc nào thì cũng nghĩ tới đất nước hết, thì cũng hy vọng mình tham gia vô để mà tụi trẻ nó thấy những người già mà có tâm như vậy thì nó sẽ là bắt chước theo, sẽ là xin cái làm cái viện bảo tàng vì rất mừng. Vì hy vọng là tương lai này là tụi trẻ sẽ đóng góp vô rất nhiều. Tôi rất vui. Yeah. Là người Việt chúng ta khôn ngoan, linh động và tính gì lắm. Yeah. Đi đâu là cũng muốn vươn mình lên. Là người Việt Nam. Và trong đó người Tị Nạn ở Úc đây có thành lập một cộng đồng Việt Nam tự do gì? Dạ. Nên bang, tiểu bang viết. Dạ. Thế thì tôi giờ tôi già cả rồi, cũng lẩn cẩm rồi, không biết trước khi kêu tôi về ngày nào. Dạ. Mà tôi nghe thấy rằng rồi bị bảo tàng thì tôi bảo tôi giờ thì mình góp phần viên gạch. Dạ, cảm ơn ông. Góp một viên gạch để sớm thành cái viện bảo tàng. Dạ. Là cái di tích lịch sử lưu truyền cho con cháu mai sau. Dạ. Để chúng nó biết ông cha chúng mình là như vậy. Dạ. Là Tị Nạn làm sao sống, chết làm sao, mà vì sao mà tại Tị Nạn cộng sản như vậy. Dạ. Để cho con cháu nó hiểu, nó biết tất cả những cái nguồn gốc của như vậy. Để đóng góp, quý vị vào website của Viện Bảo tàng www.vietnamemuseum.com.au hoặc phone vào các số bà bé Hà 0403651483, ông Nguyễn Định 0402719649, em Quốc Việt 0434025419. Tiếp nối chương trình sẽ là phần phát biểu của ông Võ Minh Cương, Chủ tịch Tổng hội Cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa Úc Châu. Mời quý vị cùng theo dõi.
Kính thưa ông Nguyễn Thế Phong cùng toàn thể quý vị, thay mặt Tổng hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa Úc Châu, chân thân thành cảm tạ cộng đồng và ban tổ chức, chúng tôi có cơ hội nói lên về việc hình thành xây dựng viện bảo tàng của chúng ta tại tiểu bang Victoria. Kính thưa quý vị, vào tháng 9 năm 2018, Viện Bảo tàng Quốc gia Úc Đại Lợi tại Canberra, tức là The Australian National Museum tại Canberra, có phỏng vấn chúng tôi. Thì chúng tôi có hỏi người phỏng vấn mục đích để làm gì, thì cô ta có trả lời rằng cộng đồng của quý vị là một cộng đồng lớn, đã đóng góp rất nhiều trong chính sách đa văn hóa của nước Úc. Đặc biệt là nước Úc cũng đã gửi quân tham chiến tại Việt Nam trong suốt cuộc chiến để chống lại sự xâm lược của Cộng sản từ miền Bắc. Kính thưa quý vị, nói như vậy để chứng tỏ rằng tại sao chúng ta nên hình thành một viện bảo tàng để lưu lại tất cả những di tích lịch sử trong tiến trình hình thành của cộng đồng chúng ta tại Úc Châu. Thưa quý vị, thay mặt Tổng hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa Úc Châu, chúng tôi kêu gọi tất cả quý đồng hương và đặc biệt là tất cả các thành viên của hội cựu quân nhân tại các tiểu bang lãnh thổ nên tích cực hợp tác, vận động, xây dựng và đóng góp tài chính cho ban tổ chức của Viện Bảo tàng của chúng ta được thành hùng hành tại Úc Châu. Kính thưa quý vị, một điểm rất quan trọng, tại vì cộng đồng của chúng ta là một cộng đồng tị nạn, nên sự hình thành của Viện Bảo tàng của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu sẽ chống lại bất cứ một thế lực nào âm mưu bóp méo về hình thành của lịch sử của cộng đồng chúng ta tại Úc Châu. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào toàn thể quý vị. Mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mở trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm cây dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đá âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hắt hiu soi dáng gầy cô lữ. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ước duyên tình vẫn vương, bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chợt lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ, con tim tha hương thiết tha mong chờ. Một nhịp cầu duyên nỗi qua đôi bờ.
thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mở trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm cành dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hắt hiu soi dáng gầy cô lữ. Lệ khóc cho để nhớ thương, lệ ước duyên tình vẫn vương, bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chợt lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim tha hương thiết tha mong chờ, một nhịp cầu duyên nỗi qua đuôi bờ. Có đêm con đường đó trao dùm đôi lời, rằng phương xa vẫn nhớ một người. Quý vị vừa thưởng thức bài hát Mưa Lệ của nhạc sĩ Lam Phương qua phần trình diễn của ca sĩ Anh Đào. Và bây giờ, mời quý vị đến với phần phát biểu của bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Tây Úc. Kính thưa quý đồng hương, Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Victoria đại diện cho tất cả chúng ta đang xây dựng một viện bảo tàng của người tị nạn Úc Châu nói riêng và thế giới nói chung. Đây là một công trình rất lớn, tốn vào khoảng từ 12 đến 15 triệu. Chúng ta đã được chính phủ liên bang tài trợ 1/3, chính phủ tiểu bang tại Victoria tài trợ 1/3, phần còn lại là chúng ta phải đóng góp để mua đất và xây dựng. Thì chúng tôi nhân dịp này nhắn nhở đến rất quý đồng hương mạnh dạn để đóng góp, mỗi người là một viên gạch để xây dựng viện bảo tàng này. Sau này sẽ là cái dấu ấn để lại cho con cháu cũng như các thế hệ mai sau biết được nguồn gốc của cha ông và những khó khăn của cha ông đã phải trải qua trên đường vượt biên. Để đóng góp, quý vị vào website của Viện Bảo tàng www.vietnamemuseum.com.au hoặc phone vào các số bà bé Hà 0403651483, ông Nguyễn Định 0402719649, em Quốc Việt 0434025419. Thưa quý vị, chương trình chúng tôi rất hân hạnh có sự chia sẻ cảm tưởng về viện bảo tàng của chiến sĩ Võ Đại Tôn, người chiến sĩ đấu tranh lão thành. Và sau đó sẽ là phần phát biểu cảm tưởng của ông Nguyễn Vi Túy, chủ nhiệm báo văn nghệ Úc Châu. Trở lại vấn đề văn hóa, tôi nghĩ rằng người Cộng sản không bao giờ có vấn đề văn hóa đối với dân tộc. Ngay cả Trung Cộng cũng vậy. Cách mạng văn hóa đã tiêu diệt biết bao nhiêu người dưới thời đại của Mao Trạch Đông. Rồi giờ phút này, người Cộng sản ở trong nước cũng đang tiêu diệt văn hóa để mà dâng hiến tổ quốc của chúng ta cho Trung Cộng. Cho nên ngược lại dòng thời gian, tôi nghĩ rằng quý vị ở đây, đặc biệt là cộng đồng tại Victoria và cộng đồng Liên bang Úc Châu đang cố gắng thực hiện được một cái viện bảo tàng văn hóa
đó là điều đáng làm để lưu lại cho thế hệ con cháu của chúng ta biết cái cội nguồn nhân bản của dân tộc và biết cái văn hóa của dân tộc như thế nào. Theo tôi thì một cái viện bảo tàng cho thuyền nhân tị nạn là một cái điều rất là tuyệt vời, và cái điều đó là cái điều ước mơ không những của quý vị ở tiểu bang Victoria mà còn cả là của người Việt trên toàn thế giới nữa. Tại vì chúng tôi đã đi nhiều quốc gia và đã thấy rằng cái sự mà ghi dấu lại của người Việt tị nạn ngày càng bị mai một, tức là không có một cái hệ thống nào, không có một cái tổ chức nào để đứng ra để mà làm cái chuyện đó cả. Mặc dù chúng ta có những viện bảo tàng về chiến tranh, có những tượng đài về chiến tranh, nhưng mà điều đó nó chưa nói hết cái lịch sử của người tị nạn mà hiện diện ở trên cái đất nước mà mình đang cư ngụ. Vì vậy, một cái viện bảo tàng dành cho thuyền nhân là một điều tuyệt vời và một cái điều không thể nào làm phai dấu một cái biến cố lịch sử mà có ảnh hưởng tới các cái thế hệ con cháu của chúng ta sau này tại nước Úc nói riêng và toàn thế giới nói chung. Vì vậy tôi hoan nghênh và tôi kính chúc quý vị ở tiểu bang Victoria thành công trong cái dự án này, vì đây là một cái điều mà chúng tôi rất là mong muốn. Và riêng cá nhân chúng tôi, nếu có những hiện vật gì và có những điều gì mà có thể đóng góp vào viện bảo tàng này, chúng tôi sẽ sẵn sàng. Và chúng tôi cũng kêu gọi tất cả những quý vị nào có những cái điều kiện hoặc có những các cái tài sản mà liên quan tới cuộc vượt thoát của người tị nạn, xin vui lòng đóng góp cho viện bảo tàng này để viện bảo tàng này ngày càng phong phú và trở thành một cái điểm đến của tất cả mọi người trên toàn nước Úc và trên toàn thế giới mỗi khi nhắc tới một cái biến cố lịch sử đã xảy ra cho đất nước chúng ta kể từ sau 1975. Ra đời người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời, à à ơi tiếng ru muôn đời, tiếng nước to năm dòng xa buồn vui khóc cười theo mệnh nước nội trôi, nước ơi tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi thoát nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi tôi yêu trời, những câu hò giận hơn không nguôi, nhớ nhung hoài mạnh tình xa xôi, vững tin vào mộng đẹp ngày mai. Một yêu câu hát chuyên kiều lặng lỡ như tiếng sao xiêu xiêu lặng ta, và yêu cô gái bên nhà miệng xinh ăn nói mặn mà có duyên. Yêu đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh, ruộng đồng vun sóng xa thái bình, nhìn chúng dương hát câu no lành. Đất nước tôi
Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn, đất miền Tây chờ sức người vươn đất ơi. Đất nước tôi, núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng, lúa miền Nam chờ gió mùa lên lúa ơi. Tôi yêu những sông Trường, biết ai tình ở dòng sông Hương, sống no đây là nhờ Cửu Long, mong sông Hồng đỏ vì chờ người yêu thế giới mịt mùng, cùng tôi xây đắp xuống đồng đồng Việt Nam. Làm sao chắp cánh chim ngàn, nhìn chung Nam Bắc kết hàng hàng mến nhau. Làm sao chắp cánh chim ngàn, nhìn chung Nam Bắc kết hàng hàng mến nhau. Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu, vài ngàn năm đứng trên đất nghèo, mình đóng giá xác không phai màu, tấm áo nâu. Những mẹ quê chỉ biết cần lao, những trẻ quê bàn với đàn trâu áo ơi, tấm áo nâu. Dướn mình đi từ cõi rừng cao, dắt dìu nhau vào đến Cà Mau áo ơi. Tôi yêu biết bao người, Lý Lê Trần và còn ai nữa, những anh hùng của thời xa xưa, những anh hùng của một ngày mai. Vì yêu, yêu nước, yêu nòi, ngày xuân tôi hát lên mãi bài tình ca. Ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đóa hoa. Vì yêu, yêu nước, yêu nòi, ngày xuân tôi hát lên bài tình ca. Ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là của nhạc sĩ Phạm Duy qua phần trình diễn của ca sĩ Hoàng Hiệp. Trở lại chương trình là phần phát biểu của ông Hoàng Hiếu, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Bắc Úc. Mời quý vị theo dõi. Hiếu Hoàng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Bắc Úc. Tại sao chúng ta cần có cái viện bảo tàng? Cái đó là một trong những cái suy nghĩ của hầu hết như người Việt tị nạn chúng ta.
để giữ lại những cái kỷ vật cho con cháu chúng ta sau này, và để cho những người Úc ở đây biết người Việt chúng ta từ đâu tới, tại sao chúng ta có mặt trên khắp thế giới này, và cũng là để giữ lại những câu chuyện những người Việt tị nạn chúng ta ra đi như thế nào và đau thương là sao, những cái dành cho chúng ta trải qua để mà đi tới được bến bờ tự do. Chúng ta muốn giữ lại để cho những người sau này hiểu lại tại sao và như thế nào chúng ta có mặt ở đây. Cái viện bảo tàng để quy tụ lại tất cả những gì người Việt hải ngoại chúng ta gom ghép mang đi theo, chúng ta sẽ để lại cho con cháu chúng ta sau này. Làm sao chúng ta có được cái viện bảo tàng để mà giữ những cái kỷ vật đó. Bây giờ ban quản trị viện bảo tàng Việt Nam đang có những cái chương trình hỗ trợ để mà xây dựng cái viện bảo tàng. Gần đây nhất chúng ta sẽ có một cái chương trình góp cho cha một viên gạch để cha xây dựng cái viện bảo tàng để lại cho con cháu chúng ta sau này. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2020 lúc 3 giờ chiều giờ Melbourne, xin mời bà con đón nghe, rồi sau đó chúng ta sẽ đóng góp thêm những gì chúng ta có thể được. Những ai muốn đóng góp thì xin liên lạc trực tiếp với ban quản trị viện bảo tàng Úc Châu để biết thêm chi tiết. Trở lại với phần chia sẻ, mời quý vị lắng nghe cảm tưởng về viện bảo tàng của ông Nguyễn Ngọc Tần, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Nam Úc. Có thể nói là các cháu làm việc rất là tốt. Cái chuyện đó thì không phải bây giờ các cháu mới nghĩ ra đâu. Ngay cái thời của tụi tôi là mà cộng đồng đã nghĩ đi rồi. Phải định và cụ thể là cái trường hợp của cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng này. Cái đề án đầu tiên ấy, nó là để làm cái viện bảo tàng. Đấy, và nó cũng có tính cách là chung cho cả Liên Bang Úc Châu. Cho nên hồi đó tôi làm chủ tịch cộng đồng ở dưới Nam Úc ấy, tôi mới tổ chức để gây quỹ. Thì hồi đó gây quỹ rất là khó khăn, người dân mình có nghèo, đóng góp nó không được như bây giờ đâu. Thế thì lúc đó tổ này gây quỹ, riêng cái tiểu bang của tôi ấy, chưa được 10,000 gửi lên trên đấy đó, gửi lên trên Sydney này cho cái bang tôi. Họ cộng lại được có tất cả các tiểu bang đều có độ 20. Rồi không làm được cái gì hết, và lúc đó họ mới chuyển cái chính phủ mới, nó mới chuyển lên là cho cái miếng đất đó bây giờ xây cái trung tâm sinh hoạt văn hóa, thì nó nhận xây bảo tàng nó từ chối. Tất cả những chuyện đấy những người đi trước các cháu cũng đã làm rồi, nhưng mà mới cái làm được một chút xíu thôi, mới khởi sự thì đã thấy thất bại rồi. Thành ra tôi thấy rằng bây giờ nó là cái thời điểm mà bây giờ Victoria có được cái điều kiện và với cái thuận lợi bây giờ thì được hỗ trợ như vậy đó, cái điều hết sức là may mắn cho không phải là cộng đồng Victoria nói riêng mà cho tất cả cộng đồng của Việt Nam và nhiều điều đó rất là tốt. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa về tinh thần thôi. Dĩ nhiên bây giờ già cả rồi, sức lực cũng không còn nữa để mà đóng góp cho cộng đồng, thì nghĩa là lớp sóng này đổ xuống thì có lớp sóng sau, các cháu là những người như sau. Để đóng góp, quý vị vào website của Viện Bảo tàng www.vietnamemuseum.com.au hoặc phone vào các số bà bé Hà 0403651483, ông Nguyễn Định 0402719649, em Quốc Việt 0434025419. Sau đây là phần phát biểu của ông Lê Công, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do thủ đô Canberra. Và trong phần phát biểu này, ông cũng sẽ chuyển tặng một món quà rất đặc biệt đến với Viện Bảo tàng người Việt tự do Úc Châu. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Người Việt tị nạn cộng sản đã có mặt tại Úc Châu và nhiều nơi khác trên thế giới từ hơn 45 năm qua. Cho đến ngày hôm nay thì chúng ta đã có hơn 3 triệu người Việt Nam sống ở khắp năm châu.
và con số này tiếp tục tăng lên theo thời gian. Tôi tin rằng chúng ta chắc chắn phải có ít nhất là 3 triệu câu chuyện để kể cho nhau nghe, hoặc là 3 triệu kỷ niệm để chúng ta có thể chia sẻ với lại bạn bè ở trong những cộng đồng chính mạch nơi mà chúng ta đang cư ngụ. Đi xa hơn nữa, chúng ta hãy cùng mang những ký ức và những kỷ niệm này vào một nơi xứng đáng hơn để truyền lại cho những thế hệ tiếp nối. Kính thưa quý vị, đó là Viện Bảo tàng Người Việt ở tại Úc Châu. Viện Bảo tàng Người Việt đúng như danh xưng là nơi lưu trữ, trưng bày và phổ biến những kinh nghiệm đau thương khi chúng ta thử thách với những hiểm nguy, với những rủi ro trong các cuộc hành trình tìm tự do trong quá khứ. Đây cũng sẽ là nơi bảo quản những di vật của người Việt quốc gia ở tại xứ người, hay là nơi để mà chúng ta chia sẻ và trưng bày những giấc mơ không trọn vẹn của một số đồng bào khác kém may mắn hơn chúng ta. Vì Viện Bảo tàng của người Việt là một viện bảo tàng được xây cất theo tiêu chuẩn quốc tế và theo luật pháp của Úc, cho nên kinh phí xây cất, thiết kế và trang bị rất là cao. Rất may là 2/3 của tổng kinh phí này đã được chính phủ Liên bang Úc Châu và chính phủ của tiểu bang Victoria tài trợ. Và chúng ta chỉ còn phải lo 1/3 còn lại, tức là khoảng trên dưới 6 triệu kim. Chúng ta hãy cùng nhau đóng góp một bàn tay để thực hiện hoài bão 45 năm của đại gia đình người Việt ở tại hải ngoại. Và tôi được biết rằng ban gây quỹ của Viện Bảo tàng đã có đề nghị một số phương cách khác nhau để mọi người có thể đóng góp. Chẳng hạn như Mạnh Thường Quân có thể đóng góp trực tiếp bằng hiện kim, hoặc là Mạnh Thường Quân có thể đặt mua những viên gạch có khắc tên của mình, hoặc là khắc tên của người thân hay là người mình muốn tặng. Và những viên gạch này sẽ có một vị trí vĩnh viễn ở trong Viện Bảo tàng. Một cách khác nữa, Mạnh Thường Quân có thể cho Viện Bảo tàng mượn tiền trong một thời gian ngắn mà không có tiền lời, chẳng hạn như vậy. Và để mà hiểu rõ hơn chi tiết thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại cộng đồng ở tại địa phương, hoặc là liên lạc với lại ban quản trị của dự án Viện Bảo tàng Người Việt ở tại Melbourne để mà họ có thể hướng dẫn mình thêm. Chúng ta hãy cùng nhau đóng góp để mà dự án xây cất Viện Bảo tàng có thể thực hiện và hoàn tất theo chương trình. Viện Bảo tàng Người Việt là một giấc mơ lớn của người Việt ở hải ngoại với bề dày lịch sử gần nửa thế kỷ. Đừng để giấc mơ này bị phai đi chỉ vì chúng ta không có đủ tiền để xây cất, chỉ vì chúng ta không có một cơ hội để đóng góp. Và làm như thế thì sau này chúng ta có thể là sẽ nhìn lại và sẽ tiếc là vì chúng ta không có một di sản quý giá nào để mà để lại cho con cháu chúng ta mai sau. Lê Công ở của cộng đồng Người Việt Tự Do Camera đây, thưa quý vị, chúng tôi có hai bảo vật mà chúng tôi rất là trân quý. Thưa quý vị, đó là bảo vật thứ nhất là lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Lá cờ này có chiều dài là 2m2 và chiều rộng là 1m5. Đây là lá cờ đã được trưng bày một cách trang trọng ở trong chánh văn phòng của Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở tại thủ đô Canberra mãi cho đến tháng 4 năm 1975. Di vật thứ hai mà chúng tôi có là một lá cờ khác. Đây là lá cờ vàng nguyên thủy với kích thước là 1m9 chiều dài và 9 tấc chiều ngang. Nếu mà chúng ta để ý thì lá cờ này đặc biệt vẫn còn sợi dây thừng nguyên thủy ở trong lá cờ và sợi dây thừng phụ gồm có hai cái móc để mà chúng ta có thể móc vào sợi dây của trụ cờ ở tiền đình tòa đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại thủ đô Canberra. Vì đây là lá cờ dùng để mà treo ở trên trụ cờ, thành thử có dây thừng vẫn còn nguyên, kính thưa quý vị. Tôi tin rằng với tuổi đời thì hai lá quốc kỳ này của chúng ta phải có tuổi đời ít nhất là trên nửa thế kỷ, vì hai di vật này đã được sử dụng rất lâu
trước ngày mất nước, và sau đó thì chúng tôi vẫn lưu trữ và bảo vệ cho đến ngày hôm nay. Cái người mà tôi xin đặc biệt vinh danh là ông Trương Văn Thi. Ông Trương Văn Thi là một trong những vị chủ tịch cộng đồng người Việt tự do đầu tiên ở tại thủ đô Canberra, và ông Trương Văn Thi cũng chính là người đã bỏ rất nhiều công sức để mà đi xin lại hai lá cờ này. Sau đó thì ông cất giữ rất là cẩn thận ở nhà như là hai bảo vật, và ông đã trao lại cho cộng đồng cách đây khoảng những độ 4 tháng. Thì lúc đó tôi có dịp đến để mà họp mặt chung với quý vị cao niên cũng như là anh em ở trong Hội Cựu Quân Nhân Quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở tại Canberra, vì tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người về một số khái niệm cũng như chương trình xây cất viện bảo tàng của người Việt ở tại Melbourne. Và lúc đó thì ông Trương Văn Thi rất là vui vẻ mang hai di vật này theo, hai kỷ vật này theo, và ông trao lại cho tôi, và ông nhờ tôi tặng lại cho viện bảo tàng của người Việt của mình ở tại Úc Châu. Thưa quý vị, tôi nhớ vào hôm đó thì khi tôi nhận lá cờ này của ông Trương Văn Thi, thì tất cả mọi người có mặt ở hôm đó họ cũng rất là vui mừng khi mà thấy lại lá quốc kỳ. Vì đây là hai lá cờ đại diện cho quốc gia Việt Nam của chúng ta. Một cái nằm trong chánh văn phòng, nơi mà tổng lãnh sự của chúng ta đã từng tiếp đón tổng lãnh sự của những nước khác trong quan hệ song phương vào thời đó. Vì đó chính là identity của chúng ta. Và lá cờ còn lại chính là lá cờ mà nó đã từng tung bay ở khắp miền đất nước, từ mũi Cà Mau cho tới vị trí 17 ở tại Việt Nam. Và lá cờ này cũng đã từng tung bay ở khắp tất cả trụ cờ ở trên lãnh sự quán của Việt Nam Cộng Hòa trên khắp thế giới trước năm 1975. Khi chúng ta nhìn thấy lá cờ vàng, tức là chúng ta đã nhìn thấy quê hương. Và chúng tôi ở Canberra xưa nay vẫn xem những lá cờ vàng này là biểu tượng của tự do, biểu tượng của người Việt tị nạn, và cũng chính là linh hồn của đất Việt mà chúng ta phải bằng mọi giá phải bảo vệ. Với lòng hảo tâm của quý vị trong việc tài trợ cho dự án xây cất viện bảo tàng của người Việt ở tại Úc Châu, thì hai lá cờ vàng này sẽ có một nơi an vị vĩnh viễn ở trong viện bảo tàng đó. Và đó là điều mà chúng ta rất là muốn thực hiện, là vì những thế hệ con cháu chúng ta sau này xứng đáng được nhìn những lá cờ này và được hiểu về cái lịch sử của những lá cờ này, và sẽ là chủ nhân của những lá cờ này ở trong tương lai. Xin cảm ơn. Vừa rồi là bài hát Đường Xưa Lối Cũ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của ca sĩ Triệu Minh. Xưa lối cũ có bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu ru lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều diệu nắng bóng em đi áo nâu in trắng. Đường xưa lối cũ có mẹ tôi rung rung trong.
già thương nhớ, nhớ đến tôi lúc không đi tìm con. Khi tôi về bồi hồi trong nắng, tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng, tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ. Chành lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa còn đó nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven. Hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Chành lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa còn đó nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven. Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Đường xưa còn đó nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi. Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Sau đây chúng ta sẽ có phần chia sẻ của một em trẻ, đó là em Bùi Xuân Cương, sinh viên của trường đại học Monash, một người trẻ rất nhiệt huyết với những sinh hoạt của cộng đồng. Em cũng là thành viên tốt nghiệp khóa lãnh đạo hai nguồn gốc năm 2019 của cộng đồng người Việt tự do Victoria. Xin mời quý vị theo dõi. Con Bùi Xuân Cường được sinh ra và lớn lên tại hải ngoại. Xin được phép phát biểu cảm nghĩ của con về Viện Bảo tàng. Viện Bảo tàng của người Việt tự do Úc Châu rất quan trọng và đầy ý nghĩa, nhất là đối với những thế hệ tiếp nối mai sau. Những thế hệ sau này sẽ vô cùng hãnh diện và biết ơn thế hệ ông bà cha mẹ đi trước đã dày công xây dựng một viện bảo tàng về di tích lịch sử và được ghi tên vào nơi đây. Để con cháu mai sau tìm hiểu thêm và không quên cội nguồn của mình, chim có tổ, người có tông. Con ước mong mọi người với tấm lòng vàng cùng chung tay đóng góp để viện bảo tàng sớm được hoàn thành. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Xuân Cường xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Để đóng góp, quý vị vào website của Viện Bảo tàng www.vietnammuseum.com.au.
hoặc phone vào các số bà bé Hà 0403651483, ông Nguyễn Định 0402719649, em Quốc Việt 0434025419. Tiếp nối chương trình, mời quý vị lắng nghe phần phát biểu của bà Trần Hương Thủy, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Wollongong. Xin kính chào quý đồng hương người Việt chúng ta tại Úc. Cá nhân chúng tôi là Trần Hương Thủy, Chủ tịch của Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Úc. Hôm nay chúng tôi có một vài lời chia sẻ cùng quý đồng hương. Chúng tôi thích nghĩ là chúng ta đã trải qua những cái thăng trầm của cuộc sống của người Việt tị nạn. Ngày nay chúng ta đã định cư tại nước Úc, một cái xã hội đa văn hóa. Chúng ta phải nên để lại một cái kho tàng kiến thức và kinh nghiệm những việc chúng ta đã trải qua cho thế hệ sau này biết được là cha ông đã hy sinh như thế nào để vượt biên vượt biển tìm tự do cho con cháu của họ. Thì Viện Bảo tàng của Cộng đồng Người Việt Tự Do sẽ là một cái kho tàng quý giá đó, để lại những kiến thức, những kinh nghiệm đau thương của cha ông. Chúng ta có quyền kiêu hãnh của cộng đồng chúng ta, mặc dù chúng ta định cư tại đây chưa đầy một nửa thập niên, nhưng cái sự hòa nhập và cái sự đóng góp của chúng ta cho xã hội đa văn hóa Úc phải nói là được chính khách rất là nể phục. Thì chúng tôi nghĩ là dù chúng ta ở đâu đi nữa, một cái viện bảo tàng người Việt là một điều cần có và thiết có. Cho nên quý đồng hương chúng ta hãy đóng góp bằng khả năng nhỏ bé của mình, thu thập những tài liệu cũng như đóng góp tài chính để cho Viện Bảo tàng Úc Châu được thành hình một sớm một mai này. Đó là một niềm tự hào của chúng ta, có được một cái viện bảo tàng tại Úc. Chúng tôi thiết nghĩ là người Việt Nam, là người Úc gốc Việt, chúng ta nên cùng nhau đóng góp để cái viện bảo tàng này được thực hiện trong một ngày gần đây. Và đó cũng là một niềm kiêu hãnh, một niềm tự hào của Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu. Xin tha thiết mời quý đồng hương hãy đóng góp bằng tất cả khả năng của mình. Chúng tôi mong rằng một ngày gần đây chúng ta có thể đến thăm viện bảo tàng cùng với con cháu của chúng ta, để có thể kể lại những kỷ niệm đau thương, những gì chúng ta đã trải qua để có được cuộc sống như ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin chân thành. Thank you.
Vừa rồi là bài hát Em Vẫn Mơ Một Ngày Về của nhạc sĩ Nguyệt Ánh qua phần hợp ca của Cộng đồng Người Việt Tự Do Wollongong. Thưa quý vị, trước khi chương trình được kết thúc, một lần nữa xin mời ông Nguyễn Thế Phong sẽ có đôi lời cảm ơn gửi đến quý vị, và sau đó là bài hát Việt Nam Ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ qua phần hợp ca của nhóm hát Hội Phụ Nữ Cộng đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria. Và bài hát này sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được đại diện cho Hội đồng Quản trị Viện Bảo tàng, ban tổ chức cũng như toàn thể quý anh em thiện nguyện viên của Viện Bảo tàng để xin chân thành gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đã tham gia và đóng góp vào chương trình gây quỹ ngày hôm nay của Viện Bảo tàng của chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được nhân dịp này gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý ban chấp hành của Liên bang, Tiểu bang và lãnh thổ của Úc Châu, tất cả quý vị mạnh thường quân, tất cả đồng bào đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Hoa Kỳ cho đến qua đến bên Nhật, và tất cả mọi người đã gửi lời thăm hỏi cũng như là đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn đến quý anh chị em văn nghệ sĩ đã đóng góp rất là to lớn trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong rằng tất cả những đóng góp của quý vị sẽ được tiếp tục để chúng ta có thể hoàn thành công việc quan trọng là xây dựng Viện Bảo tàng của chúng ta. Tất cả những kết quả của ngày hôm nay, ghi quỹ được, chúng tôi sẽ được đăng tải lên trên các báo chí cũng như đặc biệt là trên trang mạng của Viện Bảo tàng và của Cộng đồng Người Việt Tự Do trong những ngày sáng sắp tới đây. Một lần nữa chúng tôi xin được chân thành kính chúc quý vị và gia quyến vạn an trong nạn đại dịch Vũ Hán hiện nay. Kính chúc quý vị một đêm an lành. Xin trân trọng kính chào.